Chào mừng mọi người đã đến với kênh Kẹo Tarot. Mình là Kẹo, là một Tarot Reader. Và để xem bài riêng có tính phí, mọi người có thể liên hệ với mình qua trang Facebook Kẹo Tarot hoặc là qua địa chỉ email kẹotarot@gmail.com nha mọi người. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 9 2019, là một ngày rất là đẹp, cho nên là mình quyết định là sẽ làm một cái tụ bài về thông điệp. Thông điệp của ngày hôm nay là liệu rằng bạn có thành công với con đường bạn đang đi hay không? Vì đây sẽ là một chủ đề mở, nó có thể là về công việc hoặc là về tình cảm. Nói chung là nó sẽ tùy thuộc vào tụ bài của các bạn. Nếu như mà thông điệp các bạn cần nghe nó dính tới tình cảm thì khi mà mở tụ bài ra nó sẽ có một cái gì đó tình cảm ở trong đó. Cho nên là mọi người hãy cứ yên tâm. Và ở đây hiện tại á, bây giờ mình đang có bốn con số bất kỳ ngẫu nhiên mà mình cảm thấy là có cái sự liên kết nhiều nhất, cho nên là các bạn hãy chọn một con số mà các bạn cảm thấy thu hút nhất. Con số đầu tiên là số 848, con số thứ hai là 402, con số thứ ba là 215 và con số thứ tư là con số 937. Thì để xem rằng là cái thông điệp dành cho các bạn vào ngày 9 tháng 9 2019, một ngày mà khá là đẹp, thì nó sẽ có năng lượng như thế nào. Mình lặp lại nha mọi người: 1 2 3 4. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với số 848 trước, cho nên là mình sẽ để những cái còn lại qua một bên. Mình cũng sẽ chọn cho mình một một tụ luôn, 848 bắt đầu từ 2 phút 12 đi. Nothing will come of this situation. Work through your fears. Get over yourself. Tell the truth. It's gentle forest. Apprehension. Bảy gậy. Page of Wands. Ở đây đối với những bạn mà chọn con số đầu tiên, con số 848 á, thì ở đây mình thấy rằng là các bạn đang trong cái hành trình chữa lành vết thương của mình. Và dường như á, là có một cái sự tổn thương hay là một cái sự gì đó sẽ đến với các bạn. Tại vì á, các bạn có lá bảy gậy ở đây, giống như là hiện tại bây giờ các bạn đang cố gắng để vượt qua những cái rào cản, những cái nỗi sợ của mình. Có thể là bạn đang có những một cái dự định nào đó, một cái ấp ủ nào đó, có thể là trong công việc hoặc là trong tình cảm nha mọi người. Có thể là bây giờ nếu như mà trong công việc á, thì có thể là bạn đang dự định có một sự khởi nghiệp hoặc là có một làm một cái gì đó mới, hoặc là kiểu dạng như là thay đổi công việc, mà giống như là sẽ có một cái quyết định táo bạo nào đó liên quan đến vấn đề tài chính. Nhưng mà hiện tại giống như là bạn đang không có chắc chắn lắm rằng là con đường của mình quyết định á, liệu rằng nó đúng hoặc là sai. Và kiểu dạng giống như á, là các bạn đang có rất nhiều rào cản và các bạn đang suy nghĩ, đang từng bước khám phá. Thì á, ở đây á, lời khuyên dành cho các bạn á, là các bạn phải work through your fears. Có nghĩa là những cái gì mà làm cho bạn cảm thấy sợ hãi, bạn không cảm thấy, giống như là bạn cảm thấy không chắc chắn á, thì đã đến lúc bạn phải vượt qua được những cái chuyện đó để mà có thể đi tiến lên một bước tiếp theo, một cái gì đó mới. Ở đây á, tại mình thấy là dường như là các bạn vẫn còn đang dậm chân tại chỗ,
Tại vì các bạn có lá Nothing will come of this situation. Cái kiểu dạng giống như là các bạn có quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều cái sự lo lắng. Các bạn hoài nghi về cái quyết định của bản thân, giống như là không biết là nên bước tiếp hay là nên như thế nào. Các bạn cứ mãi dậm chân ở một chỗ, cứ mãi suy nghĩ. Các bạn cố gắng suy nghĩ để tìm ra một cái hướng đi nào đó, giống như là các bạn mong muốn nó sẽ có một sự cân bằng. Nhưng mà các bạn hãy nhìn cái lá Page of One này tượng trưng cho cái sự công bằng, ý là cố gắng cân bằng mọi thứ. Nhưng mà cái hình ảnh này là một người đang đi cà kheo, có nghĩa là anh ta cho dù đang giữ mọi thứ ở vị trí cân bằng nhưng mà cây cà kheo á thì nó rất là lấp lửng, nó rất là chênh vênh, có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Cho nên bạn phải hiểu được rằng á là sẽ không có cái gì gọi là một sự hoàn thiện hay là một cái gì đó nó hoàn hảo dành đến cho bạn. Có nghĩa là khi mà một vấn đề xảy ra sẽ không có một chuyện luôn luôn tốt, và khi mà một điều xấu xảy ra thì nó sẽ không bao giờ mãi mãi là xấu hết tất cả. Có nghĩa là trong mọi chuyện nó sẽ đều luôn có hai mặt, cả mặt tốt lẫn mặt xấu, và cái quan trọng đó là bạn nhìn nhận cái chuyện đó như thế nào. Liệu rằng á bạn có thể nhìn nhận cái chuyện đó về cái mặt tốt hay là bạn cứ mãi nhìn nhận những cái chuyện đó về cái mặt tiêu cực của mình. Và cái mà các bạn cần thiết và các bạn cần làm bây giờ á là các bạn phải vượt qua những cái nỗi sợ và các bạn phải biết được sự thật dành cho mình. Giống như là mình hãy lắng nghe những cái gì, những cái trực giác mách bảo, những cái gì mà bấy lâu nay mình đã nghe, mình muốn làm, và dường như là tại vì cái nỗi sợ hãi đó nó quá lớn đi chăng nữa cho nên là nó ngăn cản các bạn, nó làm cho các bạn không thể nào đưa ra bất cứ một quyết định nào hết, và nó làm cho các bạn cứ mãi chần chờ. Giống như là bản thân các bạn á, các bạn đang bị mắc kẹt trong cái mớ bòng bong một cái gì đó, nó rất là rối trí trong cái trong bản thân các bạn. Ở đây mọi người có thể hiểu theo ý nghĩa chung là cả công việc lẫn tình cảm nha. Là nếu như mà một ai đó, ý là còn đối với những bạn á mà đang trong một mối quan hệ á thì mình cảm giác ở đây á là các bạn đang phải chịu đựng trong mối quan hệ đó, kiểu dạng giống như là các bạn biết rõ rằng là các bạn phải rời xa khỏi mối quan hệ đó nhưng mà dường như có một cái gì đó, có quá nhiều nỗi sợ hoặc là cái cảm giác phụ thuộc, giống như là bạn phải như thế nào, bạn không có đủ can đảm để rời xa khỏi cái mối quan hệ đó, cho nên là nó cứ tiếp tục giống như là nó giữ bạn dây dưa hoài, dây dưa mãi. Bạn biết là lý trí của bạn cần phải dứt khoát ra được nhưng mà đâu đó về cái tình cảm của bạn nó giống như là một cái gì đó nó kìm hãm bạn lại, cho nên là cái sự đau khổ, cái sự dây dưa nó vẫn cứ tiếp tục và nó kéo dài là tại vì cái sự chần chừ của các bạn. Giống như là các bạn biết rằng là mình bắt buộc phải làm điều đó nhưng mà bạn không thể nào bước lên, giống như là bạn không muốn đi tiếp vậy. Giống như là bạn biết là mình phải thoát ra khỏi vấn đề đó nhưng mà kiểu dạng như là bạn một cái gì đó bạn sợ là mình đã quá quen thuộc bấy lâu nay khi mà mình quyết định rời xa hay là gì đó thì không biết là mình có chịu đựng nổi cái cú sốc này không nữa. Nhưng mà bạn á, hãy nhớ rằng là bạn có lá Enchanted Forest ở đây, có nghĩa là mọi thứ xảy ra đến với bạn vào thời điểm hiện tại á, nó đã là sự sắp đặt của số phận rồi. Và khi mà cái chuyện nó đến xảy đến và nó tác động vào suy nghĩ của bạn á, có nghĩa là đã đến lúc bạn phải bước lên một cái hành trình mới, một cái nấc thang mới. Bạn không thể nào cứ tiếp tục dậm chân ở lại một chỗ, bạn không thể nào giống như là cứ đứng ở đó mãi, ở một vị trí đó mãi, và cái level của bạn vẫn giống như là stay the same mãi mãi như vậy được. Bạn phải tiến lên thôi, và cho dù cái chuyện đó là cái chuyện mà bạn muốn hay không thì bạn vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, bạn phải tiếp tục tiến lên phía trước và bạn phải vượt qua được tất cả những nỗi sợ. Và có thể là bạn đang cố gắng cân bằng mọi thứ và giống như là cái cảm giác sợ hãi không dám rời đi như thế nào đó thì bạn vẫn phải làm được điều đó, và bạn phải biết được rằng là bản thân của mình nó thật sự muốn gì và cần gì, và kiểu dạng giống như là mọi thứ tốt đẹp nó sẽ đến với mình, và mình hãy tin vào một cái điều tươi sáng trong tương lai sắp đến. Ở đây mình sẽ rút thêm một lá, hai lá đi. Mình sẽ rút thêm hai lá bonus cho các bạn.
các bạn có lá freedom. Và lá tiếp theo là The Return of Aphrodite. Ở đây á, mình thấy cái hành trình mà các bạn đang đi á, là cái hành trình, cái đích đến cuối cùng của các bạn á, là đến cuối cùng các bạn phải cho mình cái sự tự do, mình phải giải phóng mình khỏi những cái nỗi sợ, những cái gì kìm kẹp, những cái gì mà đã giữ bấy chân bấy lâu, mình bấy lâu. Và các bạn biết rằng là mình xứng đáng được như là tung đôi cánh vùng vẫy bản thân, và ý là cái tâm hồn của mình á được xứng đáng cảm nhận được những điều tốt đẹp, những sự bình yên. Và khi á, mà bạn làm được điều đó rồi á, thì những điều tốt đẹp đến sẽ đến với bạn, và nó sẽ có những bước chuyển biến mới, chứ nó sẽ không còn là ở cái chỗ mà nothing will come off this situation, có nghĩa là mọi thứ nó sẽ không dừng lại dậm chân tại chỗ giống như là tình trạng hiện tại bây giờ, mà mọi thứ nó sẽ tuyệt vời hơn, một cái gì đó đang chào đón các bạn. Và giống như là cái sự trở lại của các bạn, cái sự tự do, cái gì đó tự chủ của các bạn có thể rực lợ, rỡ tỏa sáng giống như là nữ thần Aphrodite vậy đó mọi người. Cho nên là các bạn hãy cố gắng lên, và cho dù mình biết rằng là cái hành trình này nó rất là đau khổ, nó rất là vật vã, và giống như là để thoát ra khỏi cái vùng an toàn của mình bấy lâu nay á, thì mình cần phải có một sự quyết định, một cái dũng khí và một cái sự kiên trì rất là lớn. Nhưng mà các bạn hãy cố lên vì các bạn có thể làm được. Đó là đã xong cho tụ số 1 với con số 848 rồi. Bây giờ mình sẽ đến con số thứ hai là 402, bắt đầu từ 12 phút 33 đi. Mình sẽ để con số này trên đây. Have faith in your dream. Adjustment are required. Take a breath there. Rebel. Scary journal. Winter end. The world. Và hai kiếm. Ở đây mình có thể nói là một tụ bài có một sự liên kết mà đến từng lá bài luôn á mọi người. Ở đây mình cảm nhận được đó là các những ai mà chọn cái tụ số 2 á, con số 402 á, mình cảm nhận là các bạn đã kết thúc một cái chương cũ và giống như là một cái chương mới đang chờ đợi các bạn. Tại vì đầu tiên á, là các bạn có lá The World, là một cái chương cũ, một cái gì đó nó đã kết thúc, nó đã qua đi rồi. Và cái thời gian mà các bạn vật vã, các bạn phải đau khổ, cái thời gian mà các bạn phải chịu đựng cái sự giá lạnh, cái sự cô đơn, cái sự gì đó trong tâm hồn á, thì nó cũng đã qua đi luôn rồi. Các bạn có lá Winter End, có nghĩa là đây đã là cuối mùa đông rồi, và giống như là khi mùa đông đã kết thúc thì sau mùa đông nó sẽ là mùa xuân vậy đó. Cho nên là những bạn nào mà còn đang trong cái quá trình vật vã hay là đau khổ, có thể là các bạn đang bối rối về chuyện công việc, không biết cái hướng đi như thế nào, hoặc là các bạn vừa mới trải qua một mối tình nào đó mà các bạn còn quá đau khổ về chuyện chia tay, hoặc là các bạn vẫn đang mong chờ người yêu cũ quay về, hoặc là các bạn vẫn còn vương vấn gì đó đến người cũ á, thì nói tóm lại rằng là các bạn đã có thể trên cái hành trình chữa lành xong với bản thân rồi, và các bạn đã làm rất tốt. Dường như á, cái thời gian qua là cái thời gian mà bạn đã cố gắng vật vã rất là nhiều, giống như là bạn đã có một sự đấu tranh nội tâm, giống như là giữa cái thiện và cái ác, giữa cái đúng và sai, giữa cái số, giữa con số đen và con số trắng. Nói chung là bạn đã phải có một sự đấu tranh cả về lý trí lẫn tình cảm, và đã đến, ý là vào thời điểm hiện tại bây giờ các bạn đã nhận ra được rằng là đã đến lúc mình phải kết thúc mọi thứ, và thật sự không có gì có thể bình
Ý là tuyệt vời hơn đó chính là cảm giác bình yên. Và bạn biết sao không? Bạn có lá Scary Journey, có nghĩa là đã có một sự chuyển hóa để mình sẽ, mọi người có thấy không? Life cycle, family, transformation. Ý là đã có một sự chuyển hóa lớn trong các bạn, và cái sự đấu tranh, cái sự vật vã bấy lâu nay của các bạn á, thì cuối cùng nó đã có thể có kết quả rồi. Và cái sự chuyển hóa này nó diễn ra rất là tự nhiên, giống như là một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông. Ý là mọi thứ nó đều có lý do, nó đều có một cái gì đó, nguyên nhân sâu xa nào đó. Và cái thời kỳ mà mùa đông, cái thời kỳ băng giá của các bạn á, nó đã kết thúc rồi. Cái chương cũ nó đã đóng lại rồi. Và đối với những bạn nào á mà chọn tụ này á, thì các bạn ý là đã làm rất là tốt rồi. Và bây giờ á, là đã đến lúc các bạn phải take a rest, các bạn phải nghỉ ngơi. Các bạn có một lá là nghỉ ngơi ở đây, có nghĩa là sau mà khoảng một khoảng thời gian quá vất vả, nói chung là như thế nào đó, thì đã đến lúc các bạn phải dừng lại để các bạn hãy tận hưởng cái cảm giác bình yên trong tâm trí. Và thật sự á, đối với mình á, thì không có cái cảm giác nào mà quan trọng hơn là cái cảm giác bình yên trong tâm hồn hết. Tại vì á, nếu như thật sự dù ở bên ngoài các bạn có thể có đầy đủ tất cả mọi thứ, ý mình là về vật chất nha, nhưng mà nếu mà ở bên trong á, trong lòng của bạn á, dậy sóng rất là nhiều, thì bạn cũng không thể nào yên tâm, ý là có thể thoải mái để tận hưởng những cái điều tuyệt vời ở thế giới bên ngoài. Còn nếu như thế giới bên trong của các bạn á đã bình yên rồi á, thì dù thế giới vật chất của các bạn rất là ít hay là nhiều khi nó chỉ tạm tạm thôi, nhưng mà các bạn vẫn cảm thấy đó là một sự đầy đủ nữa. Thật sự là mình rất là thích cái lá này. Các bạn có thể thấy đây là hình ảnh mà những người nông dân, người ta nằm, người ta nghỉ ngơi sau một vụ mùa, một vụ gặt hái, và cái cảm giác rất là thư thái, giống như là yeah, mình đã làm xong một cái chặng đường, mình đã hoàn thành xong công việc của mình. Thì đối với các bạn cũng vậy, các bạn đã xong rồi cái cảm giác vất vả, cái cảm giác đau khổ, cái cảm giác mà đã chiến đấu, cái cảm giác lo lắng đó, và cái mùa đông của các bạn á đã kết thúc rồi. Và các bạn hãy tự tin rằng là một điều gì đó mới sẽ đến với các bạn. Các bạn có lá Have faith in your dream ở đây nè, là mọi người hãy tự tin lên, hãy hãy tin rằng là vào số phận, rằng là một cái tương lai tươi sáng đang chờ đón các bạn, và các bạn không có gì phải lo hết. Và một cái lá nữa đó là adjustment are required, có nghĩa là sẽ có một sự điều chỉnh ở đây, có thể là về cách thức tiếp cận hay là nói chung là tất cả mọi thứ. Tại vì các bạn đang trong quá trình chuyển hóa, cho nên là hãy tin tưởng rằng vũ trụ sẽ mang đến cho chúng ta những cái điều tuyệt vời hơn. Và giống như là sau khi mà vết vết thương đã chữa lành, những cái sự lo lắng, những cái điều tiêu cực đã qua, thì hãy dành thời gian để mình có thể tìm về bản thân mình, nghỉ ngơi, mình tìm về sự bình yên nhất. Và thật sự là mình cũng rất là thích cái thông điệp của tụ số 2 này. Chúc mừng các bạn đã làm rất tốt trong khoảng thời gian vừa qua rồi, và các bạn đã cố gắng hết sức mình, cố gắng tìm về sự bình yên và đã cố gắng đấu tranh hết tất cả rồi. Chúc mừng các bạn. Bây giờ mình sẽ đến tới tụ số 3 nha mọi người. Tụ số 3, số 2, 15. Bắt đầu từ 19, 13 đi. Để xem là mọi người, mình sẽ để số trên đây để xem mọi người có gì. The end of a touch cycle approaches. You very close to achieve your goal. Take no offense. Start anew. Night of heart. The dream. The magician. Ở tụ số 3 này chắc mình sẽ bonus thêm hai lá nữa để làm rõ cái ý nghĩa của nó như thế nào.
Receptivity. Đang suy nghĩ là phải lấy thêm bộ nào nữa. External dance. Harmony. Sao ngày hôm nay mình cảm giác như là từ tụ 1, tụ 2 đến tụ 3 nó giống như là một câu chuyện liên tục vậy đó. Kiểu giảm như tụ 1 là một người đang vật vã, rồi tụ 2 là đã sẵn sàng bước vào một cái điều gì đó mới và có thời gian nghỉ ngơi. Thì tụ 3, những bạn mà chọn tụ 3 số 2 15 này á, sẽ có một cái điều gì đó mới đến với cuộc sống của các bạn. Nó giống như là một câu chuyện liên tiếp vậy đó, là mình thấy cũng hơi bất ngờ. Và ở đây á, những bạn mà chọn tụ số 3 rồi á, thì có một điều á, mình thấy rõ nhất á, là bạn sẽ có một cơ hội về công việc, hoặc là sẽ có một ai đó xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Ý là các bạn có thể hiểu theo nghĩa công việc hoặc là chuyện tình cảm luôn nha. Tại vì cái trải bài này là một trải bài mở, là nó sẽ không bắt buộc các bạn chỉ có thể thiên về một hướng, giống như là hoặc là công việc hoặc là tình cảm. Thì đây á, các bạn có hai lá là take no offense với lại receptivity. Giống như là các bạn có thể thấy hình ảnh của nàng tiên cá đang đưa tay đón nhận một món quà từ con chim. Nhưng mà mình xin lỗi mọi người là mình không biết đây là loại chim gì, nên mình sẽ nói là từ một loài chim biển. Và cái lá thứ hai, take no offense, có nghĩa là một người người ta có giống như là thoải mái đón nhận những cái điều tuyệt vời, giống như là một chàng trai đang đang rất là quý mến một người phụ nữ ngồi trên xe, nhưng mà kiểu giả như anh đó còn quá ngại ngùng, còn giống như là có nhiều cái hàng rào cách trở giữa hai người, nên là anh đó không có dám tiến tới. Thì ở đây có thể hiểu được rằng là cái một một cái điều gì đó mới, một cái hành trình mới đang chờ đón các bạn, và khi và có thể là các bạn sẽ nhận được một công việc mới hoặc là một ai đó xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Và khi đó thì các bạn hãy cứ tự tin và đón nhận những điều tuyệt vời đó, mà các bạn giống như là đừng có ý phủ định hay là phủ nhận những cái điều tuyệt vời đang đến với mình. Giống như khi đó, khi mà các bạn có một cái gì đó tốt hoặc là một công việc đó tốt á, sẽ có một số bạn sẽ có cái suy nghĩ rằng là liệu rằng mình có đủ khả năng để tiếp cận công việc đó hay không, hoặc là cái anh chàng kia hoặc là cô ấy đó, cái người gái đó, người ta quá tuyệt vời, liệu rằng mình có phải là người xứng đáng để giống như là ở bên cạnh người đó hay không. Ý là các bạn luôn có một cái gì đó nó rất là không được tự tin lắm về bản thân mình khi mà, và cái tâm lý của các bạn á, khi mà đón nhận những cái điều mà tốt đẹp đến với mình á, thì các bạn luôn có cái hành động là phủ nhận đầu tiên. Giống như là khi một ai đó mang một lời khen dành cho các bạn á, là dự là hôm nay mặc đồ đẹp quá hay là như thế nào đó, thì các bạn đều cười trừ, và giống như là các bạn nói dạ không dám đâu, cũng bình thường như mọi ngày. Ý là khi mà một điều đó tốt đẹp với các bạn á, thì các bạn mang tâm trạng phủ nhận, và lúc nào các bạn cũng không tin đó là sự thật, mà các bạn luôn nghĩ là à tại vì có thể người ta khen là lịch sự thôi, thế này thế nọ. Thì các bạn phải giống như là thay đổi cái tâm lý đó đi, và khi một ai đó đến với các bạn trao tặng những điều tuyệt vời đến với các bạn, thì hãy tự tin và đón nhận nó. Nhưng mà ở đây á, mình sẽ không khuyên các bạn rằng là cứ mãi đón nhận, có nghĩa là ở trong cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng vậy, sẽ luôn luôn đi song song hai điều, là
sẽ luôn luôn có cho và nhận, nhưng mà để mà cho đi á thì các bạn cũng nên ngoại ý là ngoại trừ cho đi thì các bạn cũng nên đón nhận nó một cách song song, chứ đừng có luôn luôn mang tâm thế là phủ định những điều tốt đang đến với mình. Và ở đây mình cảm thấy như là các bạn đã rất là tuyệt vời rồi, các bạn có là external dance ở đây, giống như là bạn có thể bạn làm chủ được tất cả mọi thứ, bạn như thế nào ta, giống như là bạn biết rõ là mình cần gì và mình muốn gì, và bạn hoàn toàn có thể giống như là điều khiển, như là bạn nắm bắt được mọi cái khía cạnh trong cuộc sống của mình, giống như là bạn đang cực kỳ rất là tự tin vậy đó. Và bạn còn có lá harmony nữa. Ở đây mình cảm giác như là những bạn mà chọn tụ số 3 này á là các bạn đang ở cái được gọi là đỉnh cao luôn á mọi người. Có nghĩa là bạn vừa có cái sự bình yên trong tâm hồn mà bạn còn có cái sự bình yên ở, ý là cái thế giới bên trong và cái thế giới ở bên ngoài của các bạn á đều toát lên cái vẻ bình yên, giống như là bạn hiểu rõ được bản thân của mình, và giống như là vì chính vì lý do mà bạn biết được bản thân của mình như vậy á, cho nên là bạn không còn cái cảm giác mà bị lo sợ hay là như thế nào nữa. Bạn có thể thấy hình ảnh của cái lá external dance ở đây là một người phụ nữ rất là tự tin, và chính vì cô tự tin như vậy nên là cô giống như là thể hiện một cái điệu múa giữa một khu rừng. Và cái cảm giác khi mà nhìn vô cái lá này á là mình chỉ có một cảm giác duy nhất là một sự tự tin lan tỏa, và giống như chính vì cái sự tự tin lan tỏa đó mà nó thu hút những cái điều xung quanh đến với cuộc sống của các bạn. Cho nên á ở đây á, đối với những bạn chọn tụ số 3 này á, các bạn còn phải có một sự tự tin nữa, có nghĩa là bản thân mình biết rằng là mình tuyệt vời như thế nào và mình yêu thương bản thân mình như thế nào, và khi những điều đó tốt á, bản thân mình tuyệt vời không vẫn còn chưa đủ mà mình cũng phải đón nhận những điều tốt đó đến với mình nữa nha mọi người. Ở đây các bạn còn có một lá mà mình thấy rất là đẹp, hầu như là ở tụ 3 này á, lá nào cũng đẹp hết á. Đó là lá You are very close to achieving your goal. Và cái lá thứ hai, cái lá này mình không biết phát âm sao hết nên là mình sẽ không đọc tiếng Anh để mọi người khỏi có mắc cười. Cái lá này ở đây á ý nói rằng là cái mơ ước, cái sự cái tiếng gọi thì thầm á là dường như rằng là cái linh cảm, cái tiếng nói nội tâm của các bạn ha đã mách bảo cho bạn rằng là bạn đã đến rất gần với lại những gì mà bạn mơ ước rồi. Có nghĩa là những cái điều mà bạn mong đợi bấy lâu nay á, bạn đã có thể gần như đạt được đến nó rồi, và bạn đang từng bước làm được điều đó rồi. Cho nên á là đối với những bạn nào mà còn đang trong hoài nghi á, là bấy lâu nay rằng là mình đã thể hiện rất tốt rồi, mình đã làm rất tốt luật hấp dẫn, mình đã rất là yêu đời, mình đã rất là bình yên rồi, tại sao những điều mà mình mong muốn á nó vẫn chưa xuất hiện, nó vẫn chưa đến á, thì thật sự nó đang trên đường đến với các bạn đó. Nó đang trên đường đến với các bạn, cho nên là các bạn đừng quá lo lắng hay là đừng quá giống như là cái cảm giác phải suy nghĩ. Giống như vậy, như là mình đã làm rất tốt rồi mà tại sao đến giờ mình vẫn chưa có cái kết quả gì hết, thì những điều mà bạn mong muốn nó đang đang đến với các bạn rồi. Và ở đây á, mình thấy có rất nhiều những cái gọi là những điều tuyệt vời nhất đang đến với các bạn. Các bạn có lá Nine of Hearts ở đây, nó cũng là một lần nữa nhấn mạnh về cái sự bình yên trong tâm hồn, và có The Magician, giống như là khi mà cái lá The Magician với lại cái lá Star anew xuất hiện á, thì có vẻ như là một cái gì đó mới mẻ sắp đến với các bạn, và nó giống như là một cái điều bất ngờ, một cái gì đó mà các bạn không bao giờ ngờ lường trước được. Nhưng mà bạn hãy tin rằng là khi mà cái điều bất ngờ, những cái điều mới mẻ đó đến với các bạn á, là nó sẽ mang cho các bạn luôn những cái điều tuyệt vời, những điều trù phú. Và khi mà cái sự không ngờ của các bạn, ý là những cái mà bạn chưa bao giờ ngờ đến á, thì giống như là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp, giống như là bạn sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả tốt khi mà bạn cố gắng tập trung để làm tốt bản thân mình, mà bạn không cần phải biết rằng là khi mà mình làm như vậy á, thì mình sẽ được kết quả như thế nào, sẽ được đền đáp như thế nào á. Thì bạn hãy tin rằng là cái khởi đầu mới này, cái điều
mới đến với bạn á, nó chính là cái nhân quả mà cho cái thành quả mà bấy lâu nay các bạn đã cố gắng, các bạn làm được, các bạn thay đổi bản thân mình như thế nào, thì nó chính là nhân quả sẽ đến với các bạn. Và đó là thông điệp dành cho tụ số 3. Cho nên nếu như mà các bạn đang có câu hỏi rằng là liệu rằng mình có thành công trên con đường đang đi hay không, thì vâng, các bạn đang sẽ thành công. Cho nên là mọi người đừng quá lo lắng quá. Và tiếp theo thì mình sẽ đến với tụ thứ tư, số 937, bắt đầu từ 3111 đi. Justice, ba kiếm, Ocean of External Love, Lost, Turn on the light, Open your heart, Meditate and complete a fairy climate abroad. Mình nghĩ là mình cũng cần rút thêm một vài lá cho tụ này nữa. Liberation. Lost love. In drama. Fertility. Engagement. Keep an open mind. True love.
Follow your vision. Một lá nữa. You are good enough. Ở đây những bạn nào mà chọn tụ số 4, tụ số 9, 3, 7, mình thấy đây là cái khoảng thời gian các bạn cần phải chữa lành. Ở đây mình, tại vì cái bộ bài này nó, những ai mà chọn tụ số 4 này á, nó thiên quá rõ về cái mối quan hệ tình cảm, cho nên là mình bắt buộc phải rút thêm những lá của bộ Roman Angel Oracle nữa. Và ở đây mình cảm giác như là các bạn vừa mới phải chia tay, hoặc là các bạn đang chia xa một ai đó mà các bạn có một... xin lỗi mọi người, mình sẽ nói lại cho những ai mà chọn tụ số 4 này. Tại vì điện thoại của mình bỗng nhiên nó hết pin nên là nó bị dừng cái video lại. Thì ở đây những bạn mà chọn tụ số 4, mình cảm giác như là các bạn đang phải chịu rất là đau khổ khi mà có một mối xa cách hoặc là một cái gì đó đối với ai kia. Tại vì ở đây các bạn có lá engagement và lá true love ở đây, có nghĩa là dường như rằng là bạn và một ai đó đã có một mối quan hệ rất là sâu sắc với nhau. Giống như là cái mối quan hệ này mà bạn, nó kiểu như là hai bạn dường như là đã dính, giống như là muốn tính đến cái chuyện tương lai luôn vậy đó. Và bạn nghĩ rằng là cái người đó chính là cái tình yêu đích thực của mình. Và cái thế giới của bạn á, dường như là chỉ quay quanh người đó thôi, và bạn không có muốn rời xa người đó nữa. Bạn, cái thế giới của bạn nó thu hẹp lại và bạn tập trung hết tất cả mọi cái giác quan của mình vào người đó. Và bạn chỉ muốn cái giữa bạn và người đó nó sẽ có một cái được gọi là cái happy ending. Thì ở đây mình cảm thấy rằng là có vẻ như hai bạn đã chia xa nhau rồi. Tại vì á, ở đây á, các bạn có hai lá nhấn mạnh rất là nhiều, đó là lá lost love, lost, và một lần nữa là một cái lá nữa, đó chính là lá ba kiếm. Ở đây cái cảm giác như là các bạn đang phải rất là đau khổ. Các bạn dường như là cái đó là một cái cú sốc của các bạn, mà cảm giác như là trái tim của bạn á, dường như là bị ai đó xé nát ra từng mảnh. Và bạn cảm thấy đau đến đâu mà bạn không chịu đựng được. Bạn cảm thấy cái thế giới xung quanh các bạn á, dường như mọi thứ nó sụp đổ xuống. Và bạn không có còn tin vào cái tình cảm hiện tại nữa. Bạn không còn tin vào cái tình yêu đích thực nữa. Dường như là bạn cảm thấy rằng là cái mối quan hệ sâu sắc, cái thời gian gắn bó và cái định hướng tương lai của hai người đã có với nhau á, là không lẽ rằng, ý là cái mối quan hệ đã có đến như vậy, cái sự sâu sắc đến như vậy, mà ý là không lẽ rằng là nó không có ý nghĩa gì hay sao. Và ý là khi mà một ai đó muốn rời xa mình, ý là mọi chuyện nó lại dễ dàng được như vậy hay sao. Và dường như bạn mất cái niềm tin vào tình yêu vậy đó. Thì ở đây á, lời khuyên dành cho các bạn á, đó chính là hãy mở rộng trái tim mình ra, và giống như là hãy turn on the light, có nghĩa là hãy nhìn vào những cái điểm sáng của những cái mối quan hệ đó. Có nghĩa là cái chuyện đó nó không nhất thiết là khi mà bạn á, gặp cái mối quan hệ không ổn với một ai đó thì bạn sẽ có những cái mối quan hệ không ổn với những người sau này. Điều đó nó chỉ chứng minh được một điều rằng là cái người hiện tại mà của bạn, hoặc có thể là người yêu cũ đó đó, thì họ không phải là cái Mr. Right của bạn, và họ sẽ không thể là người mà có thể đi chung bạn với trên một đoạn đường dài. Và bạn phải có niềm tin rằng là vũ trụ sẽ đưa bạn đến một người nào đó, đến với bạn, và một người nào đó đủ tốt để xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Cho nên là bạn cũng đừng quá tự tin rằng là khi một người này ra đi rồi á, thì cảm giác giống như là cái thế giới xung quanh mình sụp đổ, những cái niềm tin, những cái niềm vui hay là cái gì đó nó hoàn toàn sụp đổ. Mình cảm thấy như là mình không còn có cái gì đó vui thú trong cuộc sống này nữa. Thì bạn đừng nên như vậy. Bạn hãy mở rộng trái tim mình ra, và lúc nào cũng có những cái suy nghĩ tích cực. Hãy tung cánh bay lên. Ở đây mình thấy á, là sẽ có một cái sự khởi đầu mới dành cho các bạn. Một cái gì đó nó rất tuyệt vời, nó rất là tiềm năng, ẩn chứa, nó sẽ đến với các bạn. Và cái điều quan trọng mà các bạn á, nó còn có là Ocean of External Love.
Có nghĩa là đây chính là cái giai đoạn mà chữa lành của các bạn, cho nên á các bạn hãy tìm về những cái bình yên nhất. Các bạn có thể ngồi thiền, có thể nghe nhạc, có thể giống như là tham gia bất cứ một cái sở thích nào đó, giống như là học nấu ăn, học làm bánh, tập yoga, học vẽ, học đàn, nói chung là bất cứ cái gì mà các bạn có thể làm, các bạn cảm thấy nguôi ngoai trong khoảng thời gian này. Và hãy luôn nhớ rằng là mọi thứ đến cuối cùng nó sẽ luôn có công lý, có nghĩa là ở đâu đó những cái điều tốt đẹp á đang hướng về các bạn, và nếu như mà các bạn là người đúng á thì vũ trụ hay là số phận sẽ sắp đặt một cái gì đó bù trừ, nó sẽ đền đáp lại cho cái sự đúng của các bạn. Nên là nếu như một ai đó hiện tại bây giờ làm cho các bạn cảm thấy đau khổ, các bạn cảm thấy thất vọng, các bạn cảm thấy không còn đủ tự tin như thế nào đi chăng nữa, thì các bạn hãy tin rằng vũ trụ sẽ sắp xếp một cái gì đó bù lại cho các bạn. Và các bạn phải nhớ rằng là you are good enough, các bạn đủ tốt, các bạn có đủ, giống như là các bạn đã ổn rồi, các bạn đã rất là tuyệt vời rồi. Và nếu như thật sự cái người đó mà không có nhận ra được sự tuyệt vời của các bạn á, thì đó chính là cái sự thiệt thòi của người đó, chứ nó sẽ không chứ cái điều đó sẽ không phải là cái sự thiệt thòi của các bạn. Và hãy cứ tự tin đi, hãy cứ yêu đi và hãy tung cánh bay lên. Ý là mình biết rằng là cái giai đoạn này á, các bạn vừa mới trải qua một cú sốc và các bạn vẫn còn đang trong cái quá trình giống như là chữa lành những cái vết thương, những cái sự tổn thương của mình, nhưng mà ở đâu đó các bạn hãy tin rằng là một cái tương lai tốt đẹp sẽ đến thôi. Giống như á là cái sự bình yên á, các bạn sẽ cảm nhận rõ ràng nhất sau cái thời kỳ hỗn mang, cái thời kỳ mà dập dìu, cái thời kỳ mà bất ổn, cái thời kỳ mà vật vờ. Và sau cái sự vật vờ hay là cái gì đó thì các bạn hãy tin chắc chắn rằng là cái chương cũ á nó đã khép lại rồi, và đã đến lúc các bạn đón nhận một cái điều gì đó mới hơn. Và giống như á là cái hành trình của các bạn đã có thể tiến lên một đất mới trên cái bậc thang của mình rồi. Và mình sẽ giống như là mình sẽ không có đứng yên tại chỗ đó nữa, mình sẽ không có đứng yên để mình tiếp tục đau khổ, mình không có phí hoài cái thời gian của mình vào một ai đó nữa, mà mình phải tiếp tục sống, tiếp tục tận hưởng, tiếp tục vui vẻ, tiếp tục tỏa ra những cái năng lượng tích cực để mình sẵn sàng đón nhận những điều tuyệt vời nhất đến với mình nha mọi người. Nói chung là những bạn mà chọn tuổi số 4 này, mình biết rằng là các bạn đang trong thời kỳ rất là vật vã. Và nếu như mà các bạn có thành công trên con đường mình đang đi hay không á, thì câu trả lời là có. Các bạn sẽ làm được, các bạn sẽ chữa lành cho những cái tổn thương trong bản thân mình được. Và hãy đâu đó hãy tìm được những cái điểm sáng, những cái niềm vui, những cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống mình. Nói chung là cuộc sống của chúng ta vẫn có còn rất là nhiều cái niềm vui, những cái điều thú vị đang chờ đón các bạn ở phía trước, chứ không phải là cái sự ra đi hay là cái sự không còn ở bên cạnh một người đó là có thể làm cho thế giới của các bạn sụp đổ được. Các bạn hãy cố gắng lên nha mọi người. Và vậy là mình đã xong cho cái tụ bài số 4, số 937 rồi đó. Và để nhận được thông báo khi có video mới, mọi người có thể nhấn vào cái nút subscribe hoặc là đăng ký và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh. Và mọi người nhớ rằng là vì đây là trải bài chung cho nên là hãy tiếp nhận những cái thông điệp phù hợp với mình. Và nếu như bạn cảm thấy rằng là những cái thông điệp của lá bài á không có cái sự kết nối với câu chuyện của bạn á, thì chứng tỏ rằng là cái trải bài này không dành cho bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.